Đây là bản tổ chức sách được thay đổi để có những đồ siêu đường. Bà năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 82 tuổi. Dạ, bà 82 tuổi. Và sức khỏe bà hôm nay thì bà được mấy chén cơm? Khỏe lắm. Dạ, bà ăn được mấy chén cơm? Dạ. Giấc ngủ có tốt không bà? Giấc ngủ thì có phải có chỗ ngủ cũng được. Dạ. Mỗi đêm hai nửa đêm. Dạ. Tới 8 giờ ngủ tới 3 giờ thức. Dạ. Toàn nợ cũng cầu chúc bà cầu nguyện lên trên. Hôm nay là cầu nguyện Đức Hộ Pháp ban bố phước lành cho bà được sống trường thọ đặng diệu giác nhân sanh. Sao không hết được.